Bích Phương xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại thành phố Costa Mesa để giới thiệu đến cho quý vị showroom của Tem và Thái Nguyễn Atelier. Và bây giờ thì Bích Phương sẽ vào bên trong showroom. Xin mời quý vị theo dõi. Wow! Và bây giờ Bích Phương đang ở bên trong showroom. Bích Phượng thấy trước mặt của chúng tôi là Your Daily Style Tem và website là temworld.com. Như quý vị thấy là có những áo đầm có những cái màu đen rồi màu trắng và những màu sắc tươi mát ở bên cả một cái showroom như thế này. Tất cả những màu sắc này thì đều được sản xuất bởi Thái Nguyễn. Và để tìm hiểu thêm chi tiết, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi sau đây. Và bây giờ đứng bên cạnh Bích Phượng là nhà thiết kế Thái Nguyễn. Hello Thái. Hello chị Bích Phượng. Thái Nguyễn xin thân kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Yes, gặp Thái rất nhiều, nói chuyện với Thái rất nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với cương vị là một chủ nhân, là nhà sản xuất ra cái thương hiệu Tem và Thái Nguyễn Atelier, thì chắc chắn là sẽ hỏi Thái rất nhiều điểm khi bằng đi vào nghề. Thái Nguyễn thì lúc nào cũng với nụ cười rất tươi, và những cái bộ đầm mà nhìn qua đó thì chúng ta thấy rất là xinh, nhưng mà đồng thời nó mang một cái sắc thái rất là tươi mát, và nó tạo cho mình có cảm giác giống như là lạc quan, nhất là mùa hè sắp tới nữa. Đúng rồi. Thật sự là em cảm ơn chị rất là nhiều, cũng như chị em mình là trong một cái đại gia đình của việc Face TV, mình làm việc với nhau, mình gặp nhau rất nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên đây, em nghĩ lần đầu tiên là em với chị có một cái show chung với nhau. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều để em đến, để cho em đến với lại quý khán giả của cái chương trình của chị. Thật sự là em cũng rất là may mắn làm biết ra được cái đam mê của mình về thời trang rất sớm. Và cũng rất là may mắn là gia đình ủng hộ và đã cho ra 10 năm về trước là em đã cho ra một cái thương hiệu là Thái Nguyễn, là bây giờ là Thái Nguyễn Atelier. Thì quý vị cũng biết cái thương hiệu đó là Thái Nguyễn làm những cái đồ cao cấp, những cái bộ dạ hội, áo dài như thường xuyên thấy trên Thúy Nga, và dạo gần đây thì quý vị thấy trên những tài tử của Hollywood. Nhưng mà em cũng có làm đồ cho ca sĩ, nghệ bình thường, người bình thường nữa, chứ không phải là đầm đồ cho nghệ sĩ tài tử không. Cho nên nếu mà quý vị muốn đến, muốn có những cái bộ áo mà có 102 thì quý vị hãy làm hẹn với lại Thái Nguyễn Atelier. Thì cũng chung một cái showroom nhưng mà nó là ngăn cách biệt ra thôi, để mà có những cái cuộc hẹn đó. Nhưng mà vì đâu phải ai cũng lúc nào cần những cái bộ dạ hội được, giống như mỗi ngày mình phải đi làm rồi, hoặc là mình đi ăn nhẹ, hoặc mình đi chơi với bạn bè, thì mình cần những cái áo mà nó casual, nó thông dụng hơn. Thì tụi em mới quyết định là ra cái thương hiệu thứ hai là Tem. Tem, thương hiệu này là đã ra hồi năm ngoái phải không? Dạ, thương hiệu này là gần được một tuổi đó. Dạ. Bích Phượng hỏi là tại vì, thưa quý vị, chiếc áo đầm mà Bích Phượng đang mặc là Tem. Chị ngồi như Bích Phượng là một người mẫu đang đứng. Người mẫu thì không dám nhận, nhưng mà lần đầu tiên khi mà Tem ở một cái location khác, thì Bích Phượng cũng đã đến để mà xem và cũng ủng hộ. Và đây là chiếc áo đầm mà những cô nhân viên trong Tem giới thiệu và nghĩ rằng sẽ thích hợp với Bích Phượng. Một chiếc áo đầm rất là dễ thương, casual thôi. Tuy nhiên Bích Phượng cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình đi làm phóng sự, hay là mình nhiều khi đi ăn một cái bữa cơm chiều nhẹ nhẹ. Đúng rồi. Tại thật sự Tem á, là lúc từ ban đầu khi mà tụi em thành lập ra Tem, tụi em bây giờ đến bây giờ vẫn là chính là bán trên online. Cho nên lúc mà chị Bích Phượng biết về Tem á, là lúc đó chị bán trên online. Rồi những người nhân viên là giống như biết chị Bích Phượng cho nên giới thiệu đến chị Bích Phượng. Nhưng mà vì cái sự mà hưởng ứng của quý vị đông và quý vị muốn tìm tới thương hiệu của Tem, cho nên tụi em mới quyết định mở một cái showroom để mà quý vị có thể đến đây để mà xem những cái bộ áo. Tại vì trên online có lúc mình thấy được cái áo mà mình không có feel được cái chất liệu, rồi mình không có thử được. Cho nên người Việt Nam mình hay thích thử, cho nên tụi em mới mở ra một cái showroom. Như vậy là chúc mừng, bởi vì sự phát triển của Tem rất là nhanh trong vòng 1 năm thôi. Lần đầu tiên Bích Phượng có mặt ở showroom này. Tuy nhiên khi mà bước vào thì Bích Phượng rất là ngạc nhiên, bởi vì thấy rất là nhiều áo đầm mới lạ và rất là xinh. Đây là chỉ là một section thôi. Một lát nữa thì Bích Phượng nhờ Thái hướng dẫn vào trong một phòng khác, gọi là những cái quần áo mà đặc biệt. Thì bây giờ trở lại với Tem,
tuy rằng mới 1 tuổi, tuy nhiên Thái, đây là những cái áo đầm hay là nói chung quần áo ở đây là Thái design hết hay dạ, sao ạ? Đúng rồi chị, thật sự đây là hết tất cả những cái thiết kế mà khi mà quý vị nghe tới giống như là Thái Nguyễn Atelier là, hoặc là Tem, tất cả là đều do em thiết kế. Nhưng mà bây giờ là với, giống như là hồi xưa chị biết là trước khi em làm cái thương hiệu riêng của em thì em làm cho BCBG. Thì coi như là bây giờ là em áp dụng hết tất cả những cái kinh nghiệm mà hồi xưa em làm cho BCBG là đồ sản xuất ready to wear, có nghĩa là làm ra mặc liền. Cho nên là em đã lấy những cái kinh nghiệm đó và em đã có những cái connection để mà em làm việc trong lúc em làm cho BCBG với những cái hãng ở bên châu Á. Cho nên là em là phải là người đi lựa ra chất liệu vải, đưa ra kiểu, rồi họ làm, rồi xong em đem qua để mà mình bán. Tại vì khi mà một cái áo mà mình làm theo một cái hãng xưởng như vậy thì cái giá nó mới ra là rất là mềm, và cái giá nó phải chăng cho quý vị như là từ 98 đô cho tới 198 đô. Còn nếu mà một cái áo mà cần phải lựa vải ở bên Mỹ, may cắt may bên Mỹ rồi chi tiết đồ này kia thì nó thuộc loại là dòng hàng cao cấp rồi, thì cái giá nó phải khác. Dạ. Nói tới giá cả thì mình có những cái promotion gì không? Bây giờ là Tem đã có một cái showroom rồi, cho nên là quý Thái Nguyễn rất là mong muốn quý vị hãy đến tới cái showroom. Cho nên quý vị đến đây thì quý vị sẽ được 10% off tất cả những cái áo đầm ở đây, quý vị lựa là quý vị sẽ được 10% discount và sẽ có những cái phần quà tặng đặc biệt nữa. Dạ, một cái surprise. Mà quý vị biết ở trong cái showroom này có lúc là có những cái mẫu áo mà không có trên online. Cho nên quý vị hãy đến đây, lúc ở đây mở cửa là mỗi ngày luôn, từ 10 giờ tới 6 giờ lúc nào cũng có các cô nhân viên ở đây để mà tiếp quý vị. Dạ. Địa điểm thì cũng rất là dễ, bởi vì ở Đại Bích Phượng đi thẳng trên đường Harbour, thì khi mà mình gần tới South Coast, dạ, Street thì quẹo mặt thì nó ngay góc luôn. Dạ. Dạ. Thì nếu mà quý vị đi IKEA hoặc là quý vị đi South Coast Plaza thì ngay đây là ngay cái trên cái đường đi ngay đó là quý vị sẽ rất là dễ tìm ngay góc của Harbour và South Coast Drive. Dạ. Thái Nguyễn thì chị nhớ là Thái Nguyễn có một cái giây phút nào đó chị nhớ là chị biết congratulations, dạ, bởi vì Thái được chọn vào đó. Dạ, thật sự ra là cái thương hiệu Thái Nguyễn Atelier là sau khi mà được đón nhận của tất cả thị trường thời trang ở Hollywood đó, thì em có ra một cái đặc trưng của Thái Nguyễn là những cái bộ mà biến cách đó. Chị nhớ lên những cái nút thì lúc mà một lát vô trong mà mình sẽ thấy một cái gì đặc biệt riêng của Thái Nguyễn, thì cái collection đó nó được chọn trong một cái trang web. Moda Operandi là một cái trang web rất là lớn mà bán tất cả những cái đồ hiệu như là Versace rồi này kia đó, thì họ chọn cái thương hiệu của em để bán trên đó luôn. Cho nên là chắc là lúc đó em chia cái tin em chia vui cái tin mừng đó đó, xong mình chỉ có chúc mừng cho em á. Dạ. Lúc nào cũng chúc mừng hết, bởi vì ngày hôm nay chúc mừng kiểu khác nữa, là có một cái showroom như thế này thì quá là hạnh phúc. Có lẽ là bây giờ mời Thái đưa vào cái khu vực khác. Dạ. Quý vị sẽ thấy là có một cái section là áo cưới, áo dài cưới, một cái section bên đó là những cái bộ đồ mà trên thắm đỏ, áo dạ hội, rồi mình có một cái section là nó gọi là biến cách, một cái đặc trưng mà là khi mà chị nhìn vô cái áo đó là chị biết của Thái Nguyễn. Giống như là cái một cái áo dài biến cách ở đây là chị thấy là một cái áo dài nhưng mà mình có thể mặc nhiều kiểu khác nhau, chỉ cần tháo nút ra hoặc là gài nút lại. Đó, thì cái một cái áo dài biến cách như vậy, chị có thể gài nút nó lại hết để mà chị mặc nó thành một cái áo gown. Hoặc là chị tháo ra thì nó sẽ thành là một cái tạo dài chị mặc dưới quần. Chị tháo hết tất cả nút này ra nó thành là một cái áo crop top. Chị tháo cái nút này ra nó thành là một cái áo dài không tay. Dạ, và đây là cũng là một cái version là một áo dài biến cách. Từ một cái áo dài mà chị tháo ra, thấy không, từ tay dài nó thành tay ngắn nè. Từ chiều dài này nó thành là tất cả những cái chiều dài này khác nhau. Cho nên là chị mặc một cái áo mà chị đặt một cái áo mà chị mặc được tới mười mấy kiểu luôn. Đó. Rất là interesting là nếu mà Thái không nói thì không biết đâu. Dạ. Tại vì mình nhìn một cái áo dài liên lạc như thế này, dạ, nhưng mà không ngờ là cái công dụng cái áo dài nó lợi hại như vậy. Và áo dài nam đây nữa. Áo dài nam đây giống như là chị thấy là một cái áo dài ha, bình thường, nhưng mà chị tháo nút này ra nó sẽ thành là một cái áo vest ngắn. Và chị tháo nút này ra nó thành là một cái áo khỉ vậy đó. Đó. Cho ra đó là một cái đặc trưng riêng của Thái Nguyễn, và em đã áp dụng cái này, một cái đặc trưng riêng này vô thời trang của quốc tế là áo dài, áo dạ hội, áo vest, quần rồi vậy đó, thì là cái trang web đó là họ đã đồng ý để bán cho em với cái phong cách đó. Dạ. Đây là những cái áo dạ hội. Dạ,
đây áo dạ hội, áo cocktail, nhưng mà đây là những cái áo mà có một không hai, không có cái thứ hai. Tại vì có cái là như là chị thấy như cái này đi, là tất cả là kết bằng tay hết, từng cái luôn, chứ không phải là cái vải mình mua như vậy. Tất cả là kết bằng tay, cho nên là mỗi cái em làm ra nó chỉ có một cái thôi. Nhưng mà nếu mà ai muốn đặt theo cái size của mình á, thì mình có thể làm lại cho cái người khách đó theo cái size. Những tất cả những cái áo đây nó đều là size 2, sample size. Tại vì nó vừa cho người mẫu để mà em trình diễn trên runway, và mình có những cái người mẫu mà họ cần để mặc để đi quảng bá trên thảm đỏ đồ này kia thì em có cho cái size 2. Nhưng mà nếu mà khách á, thì là phải đặt theo cái số đo của họ. Tất cả như cái này là, như chị thấy là tất cả là đính bằng tay hết. Wow, beautiful. Dạ. Yeah. Và đây, tất cả là từng hộp nha, đính bằng tay hết, chứ không phải là cái vải nó như vậy. Dạ. Yeah. Đúng rồi, thấy có những cái bit ha. Dạ, yeah. Như cái vải đó là nó chỉ là vải lưới trơn vậy thôi nè. Rồi xong mình đính từng cái hết. Thí dụ như một chiếc áo đẹp mà người này thích mà người kia cũng thích, thì nhưng mà đôi khi họ không muốn đụng hàng với đúng nhau rồi. Thì mình có thể mình làm slide, yeah, mình slide có different. Thể làm khác được. Và để em nói cho chị biết luôn là tất cả những cái cườm và những cái mà mình đắp lên những cái này nè là do em làm, tự tay em làm, và tụi em không có một cái rập hay là một cái hình gì hết. Cho nên bây giờ em đã làm cái áo này rồi, bây giờ chị muốn cái thứ hai em cũng không đắp giống nhau được nữa, tại vì mình không có khuôn khổ, không có rập gì hết, mình chỉ làm theo cái cảm hứng của mình, cho nên mỗi cái nó đều khác nhau. Cái đó gọi là nghệ thuật đó. Dạ, cái đó là nghệ thuật. Yes. Cho nên không sợ đụng không hàng. Sợ bị đụng hàng. Và dĩ nhiên khi quý vị đến á, là không phải là có một cái áo như vậy là Thái Nguyễn bắt quý vị mặc như vậy. Mình phải tùy theo cái vóc dáng của người đó, cái làn da của người đó, và cái sở thích của người đó, và cái dịp mình mặc cái đó để cho làm gì, thì em sẽ tư vấn để làm sao cái áo nó phù hợp với mình. Và em rất muốn là quý vị khi mà có một cái, mình bỏ ra một cái số tiền để mình có một cái áo đặc biệt đó, thì mình có thể mặc lại 2-3 lần, chứ không phải mình làm xong mình mặc một lần thì nó không có đáng. Dạ, yeah. Cho nên là em luôn luôn tư vấn quý vị chọn mẫu, chọn vải, chọn màu sao để mình mặc được ít nhất 1-2 lần thì nó mới đáng cái đồng tiền. Cái section này nó làm bridal, thì mình có áo dài cưới, áo dài cưới và áo dạ hội cưới. Thì em á, thì lúc mà em mở ra cái showroom đầu tiên á, thì em nổi tiếng là giống như là nhiều người đến với em là với những cái chiếc áo dài bằng lace, bằng ren. Và tất cả những cái lace đây là em phải đặt từ bên châu Âu hết. Có một cái showroom ở trên LA là em độc quyền làm việc với họ. Thì cái đây là cái chất liệu là crepe, là nó mờ, nó không có bóng. Cái này là satin crepe. Oh, beautiful. Là bóng. Dạ, mà quý vị hãy nhớ là em có 144 màu lận để cho quý vị lựa. Và cái này nó gọi là Duchess, thì cái vải nó cứng hơn. Có rất là nhiều chị em phụ nữ thích mặc kiểu như áo dài xưa đó chị, cái vải nó cứng, nó đứng. Và dạo gần đây thì em làm việc với lại công ty Thái Tuấn rất là nhiều qua trung tâm tiếng Nga. Thì em có thể đặt những cái mẫu vẽ của Thái Tuấn in ra, độc quyền cho Thái Nguyễn để mà làm ra những cái áo cho quý vị. Dạ, nên là đây là một cái showroom, cho nên là mình show những cái sample mà những cái sản phẩm mà em có thể đem đến cho quý vị. Dạ. Yeah. Một lần nữa em cảm ơn chị rất là nhiều đã mang quý vị khán giả đến với cái showroom của em. Em cũng rất là, nói chung là sau 10 năm em làm việc với lại Thái Nguyễn Atelier thì em cũng rất là mừng. Thái Nguyễn Atelier được là 10 tuổi và Tem là sắp sửa được 1 tuổi. Em chỉ mong quý vị hãy đến với cái showroom để cho biết với một cái người thiết kế người Việt Nam ở Mỹ có một cái chỗ như vậy để phục vụ cho quý vị, để làm ra những cái chiếc áo đẹp cho quý vị. Và trong cuộc sống mình, em cảm thấy giống như là mình đã làm việc rất là bận rộn quá nhiều rồi, cho nên là mình phải nên bỏ một chút xíu thời gian để mà mình làm đẹp. Mình đã có mặt đẹp, tóc đẹp, mình ráng mình ăn uống sao để mình giữ cái body mình nó đẹp, thì để làm chi để mình mặc những cái áo đẹp. Thì em chỉ mong quý vị là thương một nhà thiết kế Thái Nguyễn, người Việt ở Mỹ, mà mình đến mình ủng hộ cho một người Việt. Tại vì em biết trên cái thị trường thời trang này nó cũng rất là nhiều người, cũng rất là đông, nhưng mà người Việt với nhau, thì chỉ mong quý vị thương người Việt và ủng hộ cho người Việt. Thì đến với cái thương hiệu của em, với cái showroom của em, Tem và Thái Nguyễn Atelier, tọa lạc ngay tại Costa Mesa. Cái địa chỉ là 3303 Harbor Boulevard, Costa Mesa ở California. Dạ. Cảm ơn Thái Nguyễn rất nhiều. Chúc cho Thái Nguyễn và showroom Tem Thái Nguyễn Atelier lúc nào cũng thành công, rồi thật là đông đồng hương đến ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị.
Quý khán thính giả vừa theo dõi một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại showroom của Tem và Thái Nguyễn Atelier. Nếu mà quý vị có chút thời giờ, hãy ghé ngang qua showroom để có thể tìm được cho mình một chiếc áo đầm thật là xinh xắn, hay là những chiếc áo dạ hội, hoặc là đặt hàng những chiếc áo đặc biệt cho mình. Và thương hiệu của Thái Nguyễn được mọi người yêu thích, và Bích Phượng hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích Tem và Thái Nguyễn Atelier. Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi, và xin hẹn show tới.